Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, nhất là lan tỏa, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian, quảng bá mảnh đất, con người và nét đẹp văn hóa, văn minh đô thị của quê hương Vĩnh Yên anh hùng, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội thi dân ca dân vũ năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Tham gia hội thi có 10 đơn vị đến từ các xã, phường và câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Các đơn vị đã mang đến 30 tiết mục đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, đất và người Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc anh hùng. Các tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu với những diễn viên là những hạt nhân của phong trào văn nghệ quần chúng các địa phương, các câu lạc bộ nghệ thuật đã mang đến hội thi những sắc màu tươi mới từ hát, múa và những làn điệu dân ca, làn điệu chèo, quan họ mượt mà, đằm thắm, đi vào lòng người đến những vũ điệu dân vũ trẻ trung, sôi động. Tất cả đã mang đến hội thi một bữa tiệc âm nhạc vui tươi, phấn khởi, tạo nhiều cung bậc cảm xúc, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Thưa quý vị, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên đã ban hành chỉ thị về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Nhiều vụ việc phức tạp kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm. Nhiều năm gần đây trên địa bàn phường Trương Nhị hầu như không phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó việc duy trì đều đặn lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để tiếp nhận, nắm bắt, giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân. Với đặc thù là chúng tôi ở với cơ sở gần dân, sát dân, thế và luôn luôn chúng tôi lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, cũng không thể những ngày tiếp dân và những ngày bình thường, ví dụ như là tâm tư nguyện vọng hoặc cá nhân các đồng chí đảng viên và nhân dân có phản ánh thì có thể lên phòng chúng tôi phản ánh trao đổi, hoặc cũng có thể là các đồng chí cũng trao đổi qua điện thoại. Thế và điện thoại của chúng tôi thì các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy thì luôn luôn 24/24, thế và bất chấp là cái thời gian và cũng như là chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và giải quyết tất cả, chỉ đạo các ban ngành để giải quyết kịp thời. Không chỉ ở phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên đã duy trì hiệu quả việc tiếp dân và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân để chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Các vụ việc do người dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đều được theo dõi chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đến chất lượng giải quyết, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài. Nhờ vậy, đến hết năm 2022, 25 trên tổng số 27 vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn thành phố đã được giải quyết. Đấy, đến nay còn lại là 2 vụ việc, đấy, xong 25 trên 27 vụ việc. Và 2 vụ việc này thì từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tiếp tục giao cho Phú Yên, yêu cầu Phú Yên là giải quyết dứt điểm 2 vụ việc còn phức tạp kéo dài còn lại tồn tại. Thế thì ngay từ đầu năm 2023 thì sau khi nhận cái nhiệm vụ và cái chỉ tiêu cam kết của tỉnh thì thành phố cũng đã chỉ đạo. Và hiện nay cái giải pháp của tôi thì cũng đã tham mưu cho thành ủy, ủy ban là thành lập các cái tổ của công tác để tập trung các ngành giải quyết cho dứt điểm. Chúng tôi cũng sẽ quyết liệt trong năm 2023 phải giải quyết xong 2 cái vụ việc theo như cam kết đối với tỉnh ủy. Việc nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo niềm tin từ nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện tốt kế hoạch trồng cây trồng rừng năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương triển khai tốt công tác chuẩn bị về hiện trường và cây giống cũng như tập huấn kỹ thuật cho các chủ rừng. Để công tác trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thường xuyên kiểm tra việc sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp của các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh, gắn với công tác thiết kế, đầu tư trồng rừng nhằm nâng cao chất lượng, năng suất rừng trồng, đồng thời kiểm soát số lượng, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ giống cây lâm nghiệp và khuyến khích mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trồng rừng bằng giống cây có năng suất, chất lượng cao,
giống mô, hom để nâng cao năng suất và giá trị rừng trồng. Tăng cường tuyên truyền vận động cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của rừng và hướng dẫn kỹ thuật về trồng rừng cho nhân dân. Cái thứ hai là vận động nhân dân thanh lý những cái diện tích rừng chất lượng kém, xây dựng các cái mô hình trình diễn bằng các cái giống cây mới có năng suất chất lượng để làm điểm tham quan học tập và tạo sức lan tỏa ra cộng đồng. Cùng với công tác tuyên truyền, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng thường xuyên rà soát các địa điểm, diện tích trồng cây, trồng rừng để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng kỹ thuật trồng, chăm sóc cây. Qua đây giúp lựa chọn loài cây trồng có chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện đất đai của từng địa phương để mở rộng, góp phần nâng cao năng suất giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất rừng. Có nghĩa là chúng tôi là ở đây sống về rừng. Diện tích chính của rừng của nhà là 6,2 ha. Thế mà bây giờ là đấy chuyển đổi sang trồng cây mỡ. Cây mỡ là 3,2 ha, 3,5 ha. Thì từ đầu đến giờ, từ những năm về trước trồng rừng ấy, là chưa có cái dự án này trồng mỡ, thì là toàn trồng bạch đàn hết. Thế trồng bạch đàn thì thu nhập thì nó không biết là so với cây mỡ này sau này nào, nhưng mà thu nhập thì mỗi năm cũng được, mỗi hát là được hơn 10 triệu. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu trồng 700 ha diện tích rừng tập trung và 600.000 cây phân tán, đảm bảo độ che phủ rừng đạt 25%. Hiện đang là thời điểm thuận lợi để tiến hành trồng cây, trồng rừng. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh khuyên cáo các địa phương và các chủ rừng cần tranh thủ thời gian tập trung nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ trồng cây, trồng rừng năm 2023 theo kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về chiến lược đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công an trong tình hình mới, Đảng ủy Công an huyện Yên Lạc đã xây dựng, phát động và triển khai phong trào 2 tự học, 3 tự rèn, 4 tự đào tạo trong lực lượng Công an huyện Yên Lạc nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh người công an Yên Lạc sống trong lòng dân. Xác định công tác đào tạo cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ là nhu cầu cần thiết, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân nhằm phục vụ tốt các hoạt động chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng của đơn vị. Đảng ủy Công an huyện Yên Lạc đã nghiên cứu, khảo sát, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và xây dựng, triển khai phát động phong trào 2 tự học, 3 tự rèn, 4 tự đào tạo với các mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng năm trong giai đoạn thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025. Mục tiêu cao nhất là xây dựng lực lượng công an Yên Lạc là phải bản lĩnh, nhân văn và vì nhân dân phục vụ. Thì chúng tôi là cũng căn cứ thực trạng của lực lượng công an ở huyện, thì chúng tôi cũng đã tự là nghiên cứu và đề ra kế hoạch là tự học, tự rèn luyện và tự đào tạo. Cái này thì chúng tôi đưa ra là 2 tự học, 3 tự rèn, 4 tự đào tạo. Ở đây chúng tôi đề cập đến tất cả các nội dung từ về xây dựng về cái tư tưởng này, bản lĩnh chính trị này, từ chuyên môn nghiệp vụ này, và cái tác phong này, và cái tinh thần tận tụy công việc. Trong thời gian chúng tôi qua thì chúng tôi đã gắn cái chỉ tiêu đến từng đội nghiệp vụ, từng công an các xã thị trấn, và để rõ việc, rõ người và rõ tiến độ. Sau khi có nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch thực hiện của Công an huyện, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ công an huyện đều ra nghị quyết xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với đặc điểm từng đơn vị và lĩnh vực công tác. Biện pháp cơ bản các đơn vị thực hiện là mở đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến nhận thức cho tất cả lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về yêu cầu cấp thiết, nội dung cụ thể việc 2 tự học, 3 tự rèn, 4 tự đào tạo. Sau đó từng cán bộ đảng viên, chiến sĩ liên hệ thấy rõ những bất cập, hạn chế, đề ra chỉ tiêu kế hoạch tự học, tự rèn, tự đào tạo cụ thể. Công an xã cũng đã triển khai rất cụ thể cái nội dung của 2 tự học, 3 tự rèn và 4 tự đào tạo để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ phải hiểu, phải sâu sắc và thực hiện các cái nhiệm vụ một cách cụ thể. Ví dụ như cái việc
hai tự học là học về lý luận và học về thực tiễn, tức là từ lý luận mà để vận dụng vào thực tiễn, làm sao để thực hiện cái nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở đạt hiệu quả. Chúng tôi đã giao cho từng các đồng chí là đảng viên, đã kèm cặp các đồng chí là đảng viên mới, nhất là các đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ, để mà trong cái việc mà tự học, tự rèn và tự đào tạo. Thế tự học thì có thể học về nghiệp vụ, học về các kỹ năng khác như là tin học, ngoại ngữ. Còn tự rèn luyện thì ngoài cái rèn luyện và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh này, tự đào tạo nên là chúng tôi lại nhân rộng, người này biết sẽ bảo người kia để mà làm tốt cái hưởng ứng tốt cái phong trào hai tự học, ba tự rèn và bốn tự đào tạo của công an huyện. Kết quả phong trào hai tự học, ba tự rèn, bốn tự đào tạo sẽ tạo ra nhân tố mới đưa phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của lực lượng công an huyện Yên Lạc phát triển vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ tu dưỡng rèn luyện lối sống lành mạnh, không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, phát huy sức mạnh trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Giáo dục địa phương là một trong những môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, giáo dục giá trị sống tốt đẹp của quê hương đến các em học sinh. Hiện nay, tại các trường học của huyện Sông Lô, giáo viên chủ động lồng ghép, truyền đạt lịch sử, văn hóa đặc sắc của địa phương, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu và học tập của học sinh. Đến giờ học nội dung giáo dục địa phương của trường tiểu học và trung học cơ sở Tứ Yên, huyện Sông Lô, những nội dung học tập đã được cô giáo Nguyễn Thị Huế xây dựng linh hoạt hơn khi trao đổi với các em học sinh về nét đẹp văn hóa của địa phương. Ngoài kiến thức khái quát về huyện nhà, thì các lễ hội truyền thống, địa điểm di tích lịch sử đã có thêm hình ảnh, video trực quan giúp học sinh nhìn nhận về môn học. Bản thân tôi đã tìm hiểu những cái nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh của địa phương mình để truyền đạt tới các em học sinh. Vậy để làm được điều đó, để thật là tốt thì tôi đã tìm hiểu thêm nhiều video, những hình ảnh trên Internet hay trên đài truyền hình Vĩnh Phúc để cung cấp tới các em, để giáo dục cho các em tình yêu quê hương, đất nước, để các em có thể có những cái nhìn khách quan hơn, rõ hơn về quê hương, về chính nơi mà các em đã sinh ra. Tiếp cận, làm quen và học những làn điệu hát chống quân Đức Bác trong các giờ học giáo dục địa phương, các em học sinh trường trung học cơ sở Đức Bác đều tập trung theo dõi. Bài học đều được nhà trường và giáo viên tìm hiểu, lựa chọn nội dung phù hợp, vừa nói lên những kết quả kinh tế xã hội của tỉnh, huyện, vừa đi vào thực tế giá trị truyền thống, văn hóa đặc trưng của nơi các em sinh sống. Giáo dục địa phương của chúng em thì rất là hay và hữu ích muộn vậy. Từ đó em có thể biết được những địa danh trên tỉnh và học những bài hát rất là hay và bổ ích. Mặc dù là môn học mới, số tiết học hàng tuần không nhiều, nhưng để tạo hứng thú, dễ tiếp thu kiến thức cho học sinh, thì các bài giảng đã được giáo viên nghiên cứu, đưa thêm nhiều hình ảnh, video, tài liệu, mở rộng cách nhìn nhận vấn đề đối với từng giờ học. Thông qua chương trình giáo dục địa phương hoặc thông qua hoạt động ngoại khóa thì giúp cho các em đưa những cái nền văn hóa này đến cho các em học sinh. Ví dụ như là các em sẽ được tập luyện để hình thành ra các cái câu lạc bộ về hát chống quân ở trong các nhà trường, hoặc là giúp các em có thể đi đến các cái câu lạc bộ để có thể học hỏi từ các cái nghệ nhân về hát chống quân. Phát huy hiệu quả chất lượng nội dung giáo dục địa phương đối với các cấp học, nhà trường và giáo viên tăng cường vận dụng một cách sáng tạo, chủ động qua từng tiết học, giờ học, giúp học sinh hiểu biết về những di tích lịch sử, văn hóa, truyền thống văn hóa của địa phương. Từ đó, giáo dục cho học sinh lòng tự hào về quê hương, có ý thức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với đảm bảo dinh dưỡng các bữa ăn cho trẻ, việc kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể đã được các trường bậc học mầm non huyện Vĩnh Tường luôn chú trọng, giám sát chặt chẽ các khâu nhập thực phẩm và chế biến thực phẩm. Tại trường mầm non Tam Phúc, việc tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh được nhà trường xây dựng thực đơn, chế độ dinh dưỡng theo từng nhóm tuổi khác nhau. Hàng ngày, nhà trường chủ động theo dõi việc tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến, bám sát theo định lượng, yêu cầu cán bộ phụ trách nấu ăn tuân thủ đúng quy định bếp ăn một chiều, trang bị đồ bảo hộ, vệ sinh đồ dùng trước và sau khi kết thúc nấu ăn.
Khi tiếp nhận thực phẩm thì chúng tôi sẽ kiểm tra thực phẩm xem có tươi, sống, ngon hay không. Cùng nấu ăn thì chúng tôi sẽ thực hiện đảm bảo đủ các quy định, nguyên tắc theo quy định của ngành, của nhà trường đề ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tại trường mầm non Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, sau khi thực phẩm được chuyển đến, nhà trường yêu cầu nhân viên nhà bếp thực hiện đúng chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm, theo dõi từng bữa ăn của trẻ, kịp thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, đánh giá chất lượng chế biến, nấu ăn của nhà bếp để rút kinh nghiệm. Chúng tôi cũng yêu cầu nhà bếp cũng thực hiện đúng các yêu cầu về bếp ăn một chiều, đúng thực hiện đúng các quy cách nấu từ khâu chế biến đến khâu nấu nướng, đúng theo quy trình. Đối với trường mầm non Liên Cơ, bữa ăn bán trú được nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp bên ngoài và tổ chức nấu ăn tại trường. Quá trình chế biến, nhà trường giám sát chặt chẽ nhân viên tuân thủ các yêu cầu vệ sinh thực phẩm, kiên quyết dừng hoạt động nấu ăn khi phát hiện thực phẩm không đạt yêu cầu. Thì nhà trường cũng yêu cầu công ty nấu ăn phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, cung cấp thực phẩm phải đúng theo yêu cầu của nhà trường. Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, tươi ngon, đảm bảo chất lượng về cảm quan. Và khi tổ chức nấu ăn thì cũng phải nhân viên cấp dưỡng cũng phải tuân thủ theo đúng quy định của bếp ăn một chiều. Thường xuyên phối kết hợp với giữa nhà trường với lại công ty để kiểm tra hàng tuần, hàng ngày. Và cứ một tháng thì lại rút kinh nghiệm và tổ chức họp với các cô nhà bếp nấu ăn cũng như là các thành viên trong công ty triển khai về cái nội dung về an toàn thực phẩm để đảm bảo về cái vấn đề an toàn thực phẩm cho cái công tác chế biến tại trường. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học đóng vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực. Quan tâm chú trọng làm tốt từng bữa ăn sẽ giúp trẻ phát triển tốt trong điều kiện an toàn, đáp ứng với sự tin tưởng của phụ huynh mỗi ngày đưa con đến trường. Thưa quý vị, nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, huyện Lập Thạch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người. Tại buổi nói chuyện, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển Việt Nam đã có những chia sẻ với các đại biểu về cuộc sống hạnh phúc. Qua những câu chuyện ví dụ thực tế trong cuộc sống, hạnh phúc được thể hiện rất thiết thực từ mỗi hành động, ứng xử hàng ngày. Buổi nói chuyện chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cùng hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Được biết, nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, tại các xã, thị trấn của huyện Lập Thạch sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức hội thi về gia đình hạnh phúc. Xác định nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tập trung đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường trang thiết bị hiện đại, đảm bảo bệnh nhân tới khám và điều trị được phục vụ chu đáo nhất. Bệnh nhân 47 tuổi được chẩn đoán có khối u buồng trứng nặng 6,5 kg, vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên phẫu thuật nội soi thành công. Nhờ chủ động đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại cùng việc được chuyển giao kỹ thuật, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên giờ đây đã có thể áp dụng được nhiều kỹ thuật chuyên môn cao, kỹ thuật vượt tuyến ngay tại bệnh viện, góp phần giảm chi phí từ 30 đến 50% cho người bệnh so với điều trị ở tuyến trung ương. Bên cạnh đó, bệnh viện quan tâm chỉ đạo các khoa phòng thường xuyên tiếp xúc với người bệnh và gia đình bệnh nhân để nắm bắt tâm lý, các đề xuất kiến nghị của bệnh nhân kịp thời được giải quyết, đã tạo được sự gắn bó, tin tưởng giúp cho công tác khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Chúng tôi rất coi trọng người bệnh và lấy bệnh nhân làm trung tâm. Mọi hoạt động của chúng tôi đều xoay quanh người bệnh để chúng tôi tạo cho người bệnh một cái tâm lý rất tốt khi vào điều trị bệnh. Chính vì thế mà cái kết quả điều trị của chúng tôi luôn luôn đạt kết quả cao và được người dân tin tưởng không những ở trong khu vực mà ở những cái vùng lân cận. Là đơn vị y tế còn non trẻ nên trong nhiều năm qua, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, X-quang tầm cao, X-quang kỹ thuật số, siêu âm màu 4D, điện tim, monitor, hệ thống nội soi, hệ thống xét nghiệm tự động.
Bên cạnh việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô luôn coi đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh là cốt lõi. Thái độ tốt, năng lực ngày càng được nâng cao, nhờ đó người dân Sông Lô và các vùng lân cận giờ đây đã có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi họ được thăm khám và chăm sóc sức khỏe tốt ngay tại cơ sở. Trong những năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác nhằm nâng cao chất lượng của công tác khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế phục vụ cho người bệnh ngay tại tuyến cơ sở. Đặc biệt chúng tôi rất là quan tâm đến cái lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và coi đây là một cái yếu tố then chốt nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và xác định là người bệnh là trung tâm để mà phục vụ, đồng thời cũng là cái cơ hội để trung tâm y tế phát triển. Việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đã giúp người dân ngày càng yên tâm, tin tưởng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Mỗi cơ sở y tế ngày càng khẳng định, trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân trên địa bàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.